Jim Radcliffe hậu thuẫn MU mạnh tay đón bom tấn của Real Madrid. Ten Hag giải thích cho sự sa sút của Anthony. Ten Hag thông báo tình hình về hàng loạt ca chấn thương ở MU. Erling Haaland nghỉ thi đấu hết tháng 1. Jim Radcliffe hậu thuẫn MU mạnh tay đón bom tấn Real Madrid. Theo nguồn tin từ FeatureHeads, khả năng quỷ đỏ chiêu mộ thành công ngôi sao 23 tuổi là khá cao. Khi Vinicius Junior ký hợp đồng mới với Real Madrid hồi tháng 10 năm ngoái, đây có vẻ như là một bước tiến lớn đối với cầu thủ cũng như câu lạc bộ. Và thời điểm đó, cầu thủ người Brazil đã khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đã chứng minh được giá trị của mình bằng màn trình diễn ổn định và đẳng cấp nhất cho đội bóng Tây Ban Nha. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những đồn đoán cho rằng Real Madrid muốn bán tiền đạo 23 tuổi để giải phóng quỹ lương, tạo điều kiện đón Kylian Mbappe về Bernabeu. Động thái đó nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ một số đội bóng lớn, bao gồm cả Manchester United. Quỷ đỏ vốn đang gặp vấn đề ở vị trí thể đạo cánh và trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe đã tiếp quản mảng thể thao câu lạc bộ, họ sẵn sàng chi đậm để sở hữu chữ ký chất lượng của cầu thủ như là Vinicius. Theo nguồn tin từ Fitchhead, khả năng thành công ở thương vụ này sẽ cao hơn nhiều nếu Manchester United giành quyền dự Champions League mùa giải năm sau. Ten Hag giải thích cho sự sa sút của Anthony. Huấn luyện viên Erik Ten Hag cho biết cầu thủ chạy cánh Anthony không có phong độ tốt ở mùa giải này do vẫn đang phải vật lộn với hậu quả từ những cáo buộc bạo lực gia đình. Anthony được cho phép nghỉ thi đấu vào tháng 9 để giải quyết các cáo buộc hành hung bạn gái. Dù vụ việc đã khép lại, nhưng anh đã không thể lấy lại được phong độ kể từ đó. Huấn luyện viên Tân mới đây cho biết, những vấn đề ngoài sân cỏ đã ngăn cản Anthony thi đấu với 100% phong độ. Năm đầu tiên của cậu ấy khá ổn, giai đoạn tiền mùa giải rất ổn, bốn trận đấu đầu tiên rất hay. Ở trận đấu với Tottenham Hotspur, Anthony đã chơi tốt. Nhưng kể từ thời điểm dính vào rắc rối bên ngoài sân cỏ, cậu ấy đã không thể có những màn trình diễn tốt. Nó đã ảnh hưởng không nhỏ tới Anthony và bây giờ cậu ấy phải giải quyết vấn đề đó để có thể trở lại. Ten Hag khẳng định cầu thủ chạy cánh người Brazil trị giá 82 triệu bảng cuối cùng sẽ chứng tỏ giá trị. Ông nói: "Các bạn hãy nhớ tới Anthony khi còn ở câu lạc bộ Ajax. Cậu ấy đã chơi rất hay, đặc biệt là tại Champions League. Anthony sẽ sớm trở lại với hình ảnh như vậy." Ten Hag có xung đột với một cầu thủ chạy cánh khác trong mùa giải này, đó là Jadon Sancho. Ngôi sao người Anh vừa trở lại Dortmund theo dạng cho mượn cách đây ít ngày. Ten Hag không muốn nhắc đến những bất hòa với Jadon Sancho nữa mà chỉ chúc anh mọi điều tốt lành. Ông nói: "Tôi hy vọng cậu ấy có thể thể hiện tốt ở Dortmund. Tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn." Ten Hag thông báo tình hình về hàng loạt ca chấn thương ở MU. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã thông báo về hàng loạt ca chấn thương ở Manchester United. Ông thầy người Hà Lan cũng chia sẻ về Jadon Sancho. Huấn luyện viên Erik Ten Hag thông báo tin vui khi sáu ngôi sao của Manchester United trở lại trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur. Manchester United sẽ có trận đấu đầy khó khăn với Tottenham ở vòng 21 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 23 h 30 ngày 14 tháng 1. Manchester United đã thua Tottenham 0-2 ở trận đấu lượt đi. Bây giờ huấn luyện viên Ten Hag sẽ có một loạt cầu thủ chủ chốt trở lại, trong đó có Casemiro và Lisandro Martinez. Trung vệ Martinez đã phải ngồi ngoài từ cuối mùa giải trước sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vì vấn đề xương bàn chân, trong khi tiền vệ Casemiro cũng không thi đấu từ ngày 1 tháng 11 năm ngoái. Bây giờ Ten Hag cho biết cả hai đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Tottenham. Tuy nhiên, việc cả hai có ra sân hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United nói Chúng tôi đã gặp rất nhiều ca chấn thương, nhưng trong buổi tập tuần này, Licha Martinez đang tập luyện, Casemiro đang tập luyện, Luke Shaw đang tập luyện. Vì vậy có những cầu thủ trở lại và họ có thể được lựa chọn cho trận đấu với Tottenham. Anthony cũng vậy. Christian Eriksen bị ốm, cậu ấy sẽ trở lại. Ahmad Diallo sẽ trở lại. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn hơn trong thời điểm này để tung ra 11 cầu thủ đá chính và tạo ra một băng ghế dự bị mạnh hơn. Tidal Malaysia cũng trở lại. Victor Lindelof cũng đang trên đường trở lại nhưng sẽ mất vài tuần và cần thời gian để lấy lại thể lực thi đấu. Tôi không chắc đó có phải là từ nhẹ nhõm hay không. Điều đó phải xảy ra là họ sẽ trở lại. Điều tích cực là họ đã trở lại sân tập, trở lại với tập thể và sau đó đạt 100% thể lực cho trận đấu. Khi tôi nói về việc Martinez trở lại, Casimiro trở lại chẳng hạn, họ đã sao bóng đá trong một thời gian dài. Mason Mount sẽ trở lại nhưng sẽ lâu hơn một chút. Ten Hag rất kín tiếng về Jadon Sancho, người đã mâu thuẫn với ông và trở lại Borussia Dortmund theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Khi được truyền thông hỏi về Jadon Sancho, huấn luyện viên của Manchester United Ten Hag cho biết: "Tôi hy vọng Jadon Sancho sẽ làm tốt. Vì vậy tôi chúc cậu ấy những điều may mắn nhất. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thành công. Trong khi đó ngay sau khi trở lại Borussia Dortmund, Jadon Sancho vui mừng chia sẻ. Khi tôi bước vào phòng thay đồ hôm nay, tôi có cảm giác như trở về nhà. Tôi biết rõ câu lạc bộ từ trong ra ngoài. Tôi luôn rất thân thiết với người hâm mộ ở đây và tôi chưa bao giờ mất liên lạc với những người lãnh đạo đội. Tôi rất nóng lòng được gặp lại đồng đội cũ của mình, được ra sân, chơi bóng với nụ cười trên môi, kiến tạo, ghi bàn và giúp đội giành quyền tham dự Champions League. Erling Haaland nghỉ thi đấu hết tháng 1. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết tiền đạo Erling Haaland của Man City có thể sẽ phải ngồi ngoài cho đến cuối tháng 1 do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Chấn thương ở chân đã khiến Erling Haaland phải ngồi ngoài kể từ sau trận thua của Man City trước Aston Villa vào ngày 6 tháng 12. Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết được đưa ra, người hâm mộ đội bóng hy vọng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man City sẽ trở lại dự FIFA Club World Cup vào tháng 12. Nhưng dù có mặt tại Saudi Arabia, chân suốt 23 tuổi không thể có mặt trong đội hình man xanh vì chấn thương chưa lành đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Erling Haaland trở lại tập luyện, nhưng trong phát biểu trước trận đấu với Newcastle, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận Erling Haaland sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là đến hết tháng 1. Cậu ấy gặp vấn đề ở xương và cần thêm thời gian để bình phục. Với mỗi chấn thương, bạn có thể làm mất cứ điều gì mình muốn, nhưng vấn đề là thời gian. Hy vọng rằng cuối tháng này là cậu ấy sẵn sàng. Nó lâu hơn một chút so với những gì chúng tôi mong đợi lúc đầu. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết. Haaland ghi 19 bàn sau 22 trận cho Man City mùa này đã bị loại khỏi trận đấu với Newcastle đêm nay tại Premier League. Sau đó đội bóng sẽ có 13 ngày nghỉ ngơi và có chuyến đi tập huấn trong thời tiết ấm áp ở Abu Dhabi. Nếu ngồi ngoài trong thời gian còn lại của tháng 1, chân sút người Na Uy sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp Tottenham tại Cup FA vào ngày 26 tháng 1 và trận đấu trên sân nhà với Burnley vào ngày 31 tháng 1 tại ngoại hạng Anh. Man City bất bại trong 8 trận mà Erling Haaland đã bỏ lỡ, bao gồm cả chiến thắng tại FIFA Club World Cup và kém đội đầu bảng Premier League Liverpool 5 điểm khi còn một trận chưa đấu. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Guardiola cho biết đội bóng của ông nhớ Erling Haaland rất nhiều. Chúng tôi cần anh ấy, Guardiola nói. Hy vọng rằng anh ấy có thể trở lại và thi đấu trong 4 hoặc 5 tháng còn lại của mùa giải mà không gặp vấn đề gì. Trung vệ Manuel Akanji có thể bỏ lỡ khoảng thời gian tương tự như Erling Haaland sau khi bị buộc phải rời sân ở phút thứ 18 trong trận thắng Huddersfield Town tại Cup E3 tuần trước. Akanji sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần, đó không phải là vấn đề lớn nhưng phải đến cuối tháng cậu ấy mới trở lại